Ok anh em nhá, tình hình là xong xe rồi anh em ạ. Đấy, nói chung là cũng hòm hòm rồi. Đấy, đấu điện điếc các thứ rồi, lên đồ điếc các thứ ok hết rồi. Cho nên là hôm nay mới gọi là quay video cho anh em xem. Đó, tình hình là con xe này thì mình cũng đã làm xong xuôi một phần rồi, nói chung là cũng 80% rồi. Còn thiếu một vài các cái chi tiết, một vài các cái món đồ thì khi nào mà nó về thì mình up lên và mình sẽ quay cho anh em sau. Thì bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem tình trạng như thế nào. Bởi vì là sau cái video mà mình đăng lên, mình độ cái con xe của mình thì được rất là nhiều anh em ủng hộ và anh em gọi là thắc mắc tò mò và anh em bảo là mình là lôi ra test và quay cho anh em xem đi. Thì ok, hôm nay thỏa như mong muốn của anh em thì tôi đã lên video cho anh em đây. Ok, thì giới thiệu với anh em, đây là cái con xe mà tôi mới mua. Con xe này tên là con V5 Extreme anh em ạ. Đó, con này thì đát cũng khá sâu rồi, khoảng 3-4 năm trước rồi. Nhưng mà do cơ duyên thì tôi cũng đã gặp nó ở trên Vĩnh Phúc. Và sau khoảng 15 phút ngắm nghía các thứ thì tôi chốt luôn. Và về và độ điếc các thứ thì hôm nay thì cũng vỏn vẹn là 12 ngày anh em nhá. Đó, từ lúc mua về cho đến đấy các thứ. Bởi vì tôi bận quá anh em ạ, lắp xe các kiểu bận quá, làm video cho anh em bận quá. Cho nên là hôm nay mới có thời gian anh em nhá. Hôm nay tôi sẽ nghỉ làm đi các tỉnh. Anh em các tỉnh thì cứ chờ đợi tôi nhá. Hôm nay nghỉ làm để gọi là ở đây quay review cho anh em xem sương sương đây. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ lấy con xe này để đi lắp xe cho anh em nhá, để đi giao lưu của anh em luôn. Ok, thì vào vấn đề chính thì đây là một con xe điện. Tên của nó là V5 Extreme. Đấy, xe thì là màu tông màu xanh đen bạc đó. Tôi đã hiện tại thì tình trạng tôi đã bóc hết tem rời ra rồi anh em ạ. Tôi đang suy nghĩ là nên để tem như thế này hoặc là tôi sẽ gọi là thiết kế một bộ tem cho riêng mình, không thích chơi đụng hàng. Ok, rất là nhiều anh em hỏi tôi là tại sao tôi không chơi cái dòng X-Men. Tôi nói thật với anh em, X-Men tôi chơi từ năm ngoái rồi anh em ạ, nhưng mà tôi cũng chán rồi. Với cả là X-Men nó quá phổ thông rồi, bây giờ ai chơi xe cũng chơi X-Men các thứ, cho nên là nó cũng không có gì đặc biệt đặc sắc cả. Đi đâu cũng gặp X-Men chán rồi, cho nên hôm tôi chọn cái mẫu này. Cái thứ nhất là bởi vì cái đầu đèn của nó này, đó, rất là đẹp luôn. Cái thứ hai là bởi vì cái phần mâm đằng trước này, đó, chiến luôn anh em ạ. Ok, bây giờ sẽ đi vào chi tiết review cho anh em xem nhá. Ok, thì mua nguyên bản của con xe này thì hôm trước tôi đã quay cho anh em xem rồi. Tôi hiện tại tôi cũng đã bóc vỏ, bóc tem hết tất cả mọi thứ rồi. Đấu điện cái thứ là chạy ok rồi. Đấy, gọi là nhấc cấu hình luôn. Ok, dàn vỏ này tôi vẫn giữ nguyên dàn vỏ zin. Đấy, tôi đã bóc hết tem rời ra rồi này. Đó, và bắt đầu review nhá. Dàn chân sau thì tôi đã tháo tật rồi, không giữ lại cái gì cả, giữ lại mỗi đôi phục zin này anh em nhỉ. Nhưng mà khả năng là sắp tới tôi cũng sẽ thay, bởi vì tôi không thích phục zin lắm, phục zin nó cũng không đẹp lắm. Đó, ở đây tôi đã lắp cho nó một bộ gắp CNC của Trung Quốc em nhá. Đó, gắp này thì tôi đã lắp cho khách rất là nhiều và quay video cho anh em rất là nhiều rồi, cho nên tôi không phải review lại nữa. Gắp này thì lắp được cho cả xe 2 fork và xe 1 fork. Đấy, nó có hàn sẵn một cái fork, một cái pad để ấy, một fork chờ. Ví dụ anh em nào mua một fork thì lắp luôn ở cái pad này, bỏ lại hai cái này. Anh em nào mà mua xe mà có 2 fork thì anh em lắp này, bỏ lại cái kia anh em nhá. Còn anh em thích cắt thì cắt, nhưng mà không nên cắt, cứ giữ đến, nhỡ đâu lại có việc dùng. Ok, gắp này thì cái độ hoàn thiện, độ đẹp các thứ thì khỏi phải nói cho anh em nhá. Đó, cả phần chi tiết trang trí này, chrome bóng các kiểu này, nó uốn éo các thứ, cắt rất là ngọt, hàn rất là mịn luôn. Đó, mình quay rất nhiều mình không nói nữa. Tiếp theo đó là mình đã lên cho nó một con động cơ QS 3K V4 anh em nhá. Đó, QS 3K V4, bản này bản vành 12 này. Đó, bản này thì khác bản V3, nó chính là nó sẽ có cái phần cánh gió anh em nhá. Đó, phần cánh gió thì ở đây tôi đang chơi tông màu xanh đen bạc, cho nên là tôi lên cánh gió xanh. Hôm trước tôi có phân vân giữa cánh gió bạc nhưng mà tôi thấy xanh này đẹp hơn, nổi hơn, cho nên là tôi lấy cánh gió xanh em nhá. Đó, rồi. Đó, toàn bộ hệ thống dây điện thì tôi đã đi gọn lại anh em này. Đấy, dây thít các thứ này gọn gàng các thứ này, lên tận đây này. Đó, lên đến bình. Ok chưa? Bên này thì tôi đã lắp cho nó một cái phần chắn bùn vân carbon. Đấy, vân carbon CNC đấy, màu đen luôn cho hợp xe. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Thế này mà vẫn bị phốt nữa tôi cũng chịu luôn đấy. Bởi vì là miền Bắc đợt này nó rất là mưa, rất là bẩn, cho nên phải lắp chắn bùn anh nhá. Nào mà hết mưa thì tôi sẽ tháo chắn bùn ra. Nói chung là tháo chắn bùn ra đơn giản mà, anh em chỉ cần vặn hai cái ốc đèn xong. Ok. Rồi, bên này chắc chắn rồi, lên động cơ thì anh em phải lên một bộ phanh đĩa. Thì ở đây tôi đã lên cho nó một bộ phanh đĩa gọi là Brembo anh em nhá. Đấy, đĩa này đĩa 220 này. Đấy, có ốc vàng luôn này. Đấy, đĩa này đĩa xịn luôn anh em nhá. Đĩa giá hơi đắt một tí này. Đó. Ở đây thì pad này là pad theo gấp anh em nhá. Ở đây tôi đã lắp cho nó một con heo Brembo 2 bit tông to đối xứng. Đấy, logo đỏ này, đó, màu bạc đấy cho hợp xe. Kèm theo đó là đi dây dầu của Flamdo anh nhá. Đấy, dây dầu bọc dù luôn anh em này. Đấy, rất là xịn luôn. Đó. Rồi, đấy. Dây dầu các thứ tôi cũng đã đi gọn gàng các thứ này. Đấy, để tránh kiểu thế này thế kia như thứ phiền lắm. Rồi, lên trên này một chút thì tôi vẫn giữ zin hết tất cả mọi thứ. Cái phần pad biển này. Bát biển tôi đã uốn lên một tí chứ đợt trước ha. Nó sẽ không như này đâu, nó sẽ như này này anh em ạ. Nó chéo như này, tôi uốn lên đây để cho nó đỡ bị cọ vào cái phần lốp. Ok,
Xinh nhan, xinh nhan thì tôi vẫn chưa thay được anh em ạ, bởi vì là cái xinh nhan chữ Z màu xanh dương thì tôi đang hết, còn mỗi màu đỏ thôi, cho nên là tôi đang chờ xinh nhan về. Rồi, lên trên này một chút. Lên trên này một chút thì ở đây tôi đã lắp cho nó một cái ghi đông Trung Quốc 28mm màu đen luôn này. Đấy, cục nâng đen này. Đó, ở đây tôi đã lắp một chiếc đồng hồ báo vôn Casio này. Đó, lắp luôn là phần ghi đông anh nhá, uốn cái phần pad này lắp vào các thứ rất là ok luôn. Rồi, ok. Được chưa anh em? Đó, về phần đồng hồ thì tôi đã quay cho anh em xem rồi. Bây giờ tôi sẽ quay lại cho anh em xem nhá. Nói chung là tôi khá là thích cái phần đồng hồ này anh em ạ. Hơi bị bồ kết chim ưng luôn. Từ từ anh em ạ, tôi lấy chìa khóa để đâu rồi? Chết rồi, chìa khóa đâu rồi? Ô, chết, mất chìa khóa anh em ạ. Từ từ anh nhá. 2000 years later. Đây anh em ạ, chìa khóa vừa nãy để phần mũ bảo hiểm. Đây, bây giờ tôi sẽ bật lên cho anh em xem này. Đấy, hôm trước tôi cũng đã quay video cho anh em rồi. Đồng hồ này nhìn trông rất là hay ho, đồng hồ nó tròn xoe nhưng mà lại đồng hồ LED anh em nhá. Đó, ở đây có một cái logo xe này, khi bật lên chúng ta sẽ thấy nó sáng này. Đó, nó sáng phần logo đèn này. Buổi tối thì nó sẽ sáng hơn. Đó, còn ở đây, đây tôi bật lại cho anh em xem nha này. Đấy, tất cả các thông số nó sẽ hiện đây. Ở đây là có mức pin này. Đấy, km/h này. Ở đây là số 2 này, đó, đây là mức số km đã đi được này. Đấy, các kiểu luôn. Còn hai bên này thì là sẽ là xi nhan anh em nhá. Đấy. Khi ấn xi nhan trái thì nó sẽ như này, xi nhan phải này. Đó, còn bật pha cốt đây này. Bật pha cốt nha, bật đèn nhá. Đó, pha cốt này, ok chưa? Đó, nói chung là rất là đẹp luôn. Rồi. Tiếp theo đó là tôi vẫn giữ nguyên hai cái cùm tay ga này, tôi vẫn chưa đổi được anh em ạ, bởi vì tôi đang đặt cái cùm tay ga LED anh em nhá. Chứ cùm tay ga này tôi chạy tạm thôi. Rồi, tiếp theo đó là để bóp phanh cho nó ăn. Cả trước cả sau thì tôi đã thay cho nó một đôi tay phanh bình dầu rời đến từ thương hiệu của Mokila. Đấy, cái này tôi đang bán anh em nhé, đủ các loại màu luôn. Bạc, đen, vàng, đỏ, xanh, đấy, đủ các thể loại màu luôn. Anh em nào mua inbox cho tôi, đấy, tay phanh bình dầu rời bóp rất là sướng luôn. Đó, bóp rất là sướng, rất là thật tay luôn. Đó, mà rẻ hơn cái loại Brembo ấy. Rồi, tiếp theo là trên này cái phần màu này tôi vẫn chưa nghĩ. Tôi có dự định là tôi thay cái màu của WinX vào, bởi vì nó sẽ nhọn nhọn phần này thì nó đỡ bị tù anh em ạ. Nhưng mà vẫn chưa đi có thời gian đi mua màu. Xi nhan vẫn xi nhan zin. Và cái điểm mà tôi thích ở cái con xe này đó chính là hệ thống đèn zin. Đèn zin của nó anh em nhá, khi được bật lên này. Tôi sẽ bật lên cho anh em xem nhá. Đây, đèn zin này, bật cái đèn đề mi này. Đấy, toàn bộ hệ thống này nó sẽ sáng này, nhìn rất là đẹp luôn. Còn hệ thống đèn zin của xe thì rất là tối luôn. Khỏi phải bật anh em nhá. Đây, bật cho anh em xem này. Đấy. Đây pha cốt này, pha ở trên này, cốt này. Đấy, nói chung là tối lắm. Đèn zin xe nào cũng thế, tối lắm. Rồi, còn về phần đĩa trước này tôi ưng ý vãi cái trưởng anh em ạ. Đĩa hình kiểu mặt trăng luôn anh em ạ. Đó, mặt trăng. Đĩa này bình thường thì đĩa nó sẽ quay ra ngoài, đĩa nó sẽ ở trong này và cái heo nó sẽ ăn vào trong. Nhưng không, đĩa này bây giờ nó chỉ có mở viền thôi. Và nó heo nó lại ăn theo kiểu ăn ngược lại anh em, đó. Nhưng mà nhiều anh em cũng có góp ý các thứ nhưng mà nó cũng nằm trong dự định của tôi rồi. Tôi đi tạm cái đôi phuộc này thôi bởi vì phuộc của tôi nó đang chưa về anh em ạ. Chứ tôi cũng đặt phuộc anh em ạ, phuộc bạc anh em nhá. Đấy. Rồi, hiện tại thì con xe này đang chạy combo 6 bình. Đấy, 6 bình và IC là IC bản 100S bản Sport anh em nhá. Đấy. Tôi cũng đã đấu điện các thứ, dây dợ các thứ gọn gàng các thứ rồi. Bây giờ tôi sẽ quay cho anh em xem, tôi sẽ để video đây này. Ok anh em nhá. Xe thì cũng đấu điện xong rồi, tôi cũng đã test tiếc các thứ ok hết rồi đó. Và hôm nay lại quay video cho anh em xem nhá. Ok, nói chung là trong video thì tôi không thể nào mà quay hướng dẫn chi tiết gọi là đấu điếc các thứ rồi DJ như thế nào bởi vì là video nó quá là dài cho nên tôi chỉ tham lắp một vài đoạn cho anh em xem thôi nha. Bây giờ tôi sẽ quay chi tiết cho anh em này. Đó. Đây, hiện tại là con xe này đang chạy là 6 bình nhá. 6 bình thì là 6 bình lắp vào như zin luôn, không cần phải chế cháo đục khoét hay là hàn gắn gì anh em nhá. Bởi vì xe này nó thiết kế là 6 bình. Rồi, tạm gác lại bình. Tiếp theo đến là phần IC thì IC đây. Đây là IC bản 100S bản Sport. Màu của nó là màu xám bạc anh em ạ. Đấy, nó thay đổi theo góc nhìn anh em ạ, nhìn trông rất là ảo ma Canada đến từ Bình Dương luôn. Đó, toàn bộ dây pha động cơ này tôi đã đi gọn vào đời này, tôi đã uốn xuống đây rồi này. Đó, toàn bộ dây nguồn từ bình lên các thứ tôi đã thay bằng dây to rồi anh em nhá. Đây, dây to này. Đấy, bấm cốt và dây co nhiệt các thứ đầy đủ rồi nha. Cách điện gọi là hết nước chấm luôn đó. Đây, toàn bộ dây tôi đã thay hết dây to rồi. Cái dây nhỏ này là chỉ là dây cung cấp điện cho xe thôi. Đó. Toàn bộ dây động cơ rồi dây của xe các thứ tôi đã cố dây thít vào đây rồi. Đấy, rất là gọn gàng các thứ luôn. Đấy, cục đổi nguồn tôi đã dán vào đây này. Chống trộm.
chống trộm cục đường nguồn. Tôi đã sử dụng băng dính xốp tôi gắn vào đây rồi này. Đó, ở đây thì tôi vẫn sử dụng song song hai con át, đó chính là một con át zin theo xe để gọi là ngắt khi mà hệ thống dây điện zin có vấn đề nhá. Còn đây tôi đã lắp thêm một con át 150A này để gọi là ngắt cái hệ thống điện nếu mà có trục trặc gì xảy ra anh em nhá. Và cái điểm đáng tiền nhất và tôi thích nhất ở trên con xe này đó chính là khi mà anh em lắp 6 bình vào thì như zin rồi. Đấy. Vấn đề thứ hai đó chính là phần cốp anh em ạ. Đó. Phần cốp rất là rộng luôn, thiết kế của nó lại là thiết kế để IC dọc đấy, cho nên là anh em đấu IC to rồi nhá. Con này là con 100S nhá. Anh em mà đấu mà lắp con 150S nó chỉ dài ra hơn thôi đấy. Vẫn thừa sức vào luôn anh em nhá. Và cái cốp này anh em này. Anh em đặt vào này. Đó, như zin luôn, không cần chế cháo gì. Và bây giờ tôi sẽ gọi là cố định vặn lại cái cốp các thứ và mang xe đi test cho anh em xem nhá. Ok anh em. Đó, ok, bây giờ tôi mở cốp cho anh em này. Đó. Đó, con xe này cốp rất là rộng anh em ạ. Đó. Lắp IC rồi lắp bình biết các thứ vào, không phải đụng chạm gì đến cốp, không phải được khoét gì các thứ, lắp như zin luôn này. Đó, cốp thì rất là rộng luôn, để được sạc này, dây điện này, rồi hộp GoPro này, rồi chân quay, máy quay các kiểu luôn, áo mưa áo mức tha hồ luôn. Đấy là cái điểm mà tôi thích so với cái dòng X-Men anh em nhá. Và cái dây dầu trước này tôi cũng đã thay dây dầu của Flamdo bọc dù rồi anh em nhá. Đấy, trước sau như một luôn. Đó. Sắp tới thì tôi cũng sẽ độ một vài các cái món đồ còn sót lại như kiểu là xi nhan này, phục sau, phục trước này, xi nhan trước này, màu này, hệ thống đèn này. Đó. Rồi một vài các cái món đồ các thứ để cho nó hoàn thiện. Và sắp tới có lẽ là tôi sẽ lên pin anh em ạ. Bởi vì là đi tỉnh xa để quay video cho anh em xem. Cho nên là đi bình rất là hạn chế luôn. Đi rất là hết điện các kiểu các kiểu. Nó không được ok lắm. Nhưng mà hiện tại pin đang về đấy. Còn thiếu phục trước phục sau này. Pin này. Rồi màu miếc này. Đèn điếc này. Xi nhan xi nhắc này. Đó, nói chung là vẫn còn phải độ dài dài. Cho nên anh em cứ hóng chờ nhá. Còn cái vấn đề chính hôm nay mà các anh em mong mỏi đó chính là tôi sẽ lôi cái xe này ra test. Thì bây giờ tôi sẽ mang con xe này ra test cho anh em xem là tốc độ tối đa các kiểu nó như thế nào nhá. Let's go. 2000 years later. Ok anh em. Tình hình là mình đã đi khá xa qua đại lộ Thăng Long và tìm được một cái chỗ, nói chung là cũng chưa nghi lắm. Đường thì cũng rất là vắng, rất là đông. Xe cộ các thứ lại, nhưng mà đây mình nghĩ là cái đoạn đường tốt nhất rồi, chứ ngoài đại lộ Thăng Long bây giờ đông lắm anh em ạ. Đường rộng thẳng nhưng mà đông lắm. Ở đây thì đường nó rộng thật, thẳng thật nhưng mà nó ngắn, với cả là nó cũng có cái lối như kiểu là để đi xa, đi ra đi vào, cắt ngang các thứ đi rất là nguy hiểm, nhưng mà thôi không sao. Tiện đây cũng là test cho anh em luôn. Đây, bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem này. Đấy, có xe mình ở đây. Đó. Bây giờ mình sẽ độ mô hiểm vào này và bắt đầu chuẩn bị đi test cho anh em xem nhá. Đây. Vừa nãy thì mình chỉnh cái góc cam bị cao quá, bây giờ mình sẽ chỉnh thấp xuống. Đó, mình sẽ chỉnh thấp xuống rồi. Rồi, ok. Bây giờ sẽ lấy điện thoại này. Bật cái app gọi là định vị xe, định vị GPS lên. Đây, giao diện của nó đây anh em nhá. Đó. Đây. Đây anh em nhá. Đấy, tất cả thông số nó đây này. Bây giờ mình sẽ quay ngang ra này. Đấy. Mình sẽ cài lên lên cái chỗ đằng trước của mình để mình đo anh em nhá. Bây giờ bật chìa khóa lên đã nha. Bật chìa khóa lên này. Xem bao nhiêu volt. Vẫn nói chung là mình đi mười mấy cây rồi. Hiện tại còn 74V, nói chung là cũng đủ đấy. Kẹp điện thoại vào đây. Đó, kẹp chắc chắn nha, rơi là tự chịu chứ anh em nào chịu cho. Rồi bây giờ bắt đầu đi nhá. Đấy, nói chung là đi khá là rén luôn anh em ạ. Nói chung là xe của mình mới mua, mình tự làm các thứ nhưng đi rất là rén, bởi vì đi tốc độ cao mà anh em. Bình thường tôi đi con SH của tôi đi, hoặc là con Xsai của tôi đi 101, 102 hoặc 103. Con Xsai tơ của tôi đi căng nhất là 135. Đợt đấy tôi tháo bozin ra, tôi lắp một con bộ độ vào, tôi đi 135 và tôi cảm thấy rất là bình thường, nhạt toẹt luôn. Nhưng mà đi xe điện tôi thề với anh em luôn, đi 80, 90, 100 mà cảm giác rén vãi. Đấy, tốc độ hiện tại của xe đây anh em nha. Với cả đường này nó cũng không bằng anh em ạ, nó cứ kiểu gồ ghề, nó đi nó rất là sóc luôn. Đi ví dụ vào một cái viên đá nào thôi là gọi là toang luôn. Đấy, đoạn đường phía trước đây này anh em này. Đấy, bây giờ sẽ quay cho anh em xem nhá. Từ từ để đi qua cái đoạn mà giao thoa kia đã. Đấy, đi cứ nhẹ nhàng tình cảm thôi, để điện thôi. Đi con này phát là test luôn này. Đấy, có mấy con xe kia nó xin nhan sang các thứ rất là sợ luôn đấy. Có một con xe nó cắt ngang qua này. Đó, bây giờ thì chắc là bắt đầu từ đoạn này nhá. Xem lần sau có xe không, đúng không? Nào, 2, 2, 3. Nào. Nào, có dân chơi. Oh!
em ạ. Còn cái đồng hồ này thì nó cũng mắc 99 rồi. Nó được có 94,6 thôi. Đấy, còn nói chung hiện tại bình các thứ nó chỉ được như thế thôi. Với cả đường các thứ này tôi cũng không dám đóng căng. Kể mà đường nó thẳng, nó dài mà nó vắng các thứ thì đóng căng. Bây giờ sẽ test lại khoảng nữa nhá. Sẽ vòng lại này. Đấy, nói chung là test này rất là nguy hiểm luôn. Anh em nào mà cấm anh em test xe dưới một hình thức nhá. Còn đương nhiên là xe của anh em muốn làm gì làm thôi, nhưng mà tôi không khuyến cáo anh em test xe đâu nhá. Đây tôi chỉ là test xe để làm content, làm video cho anh em xem thôi. Đấy, cái này rất là nguy hiểm cho nên là cần được thực hiện bởi chuyên gia anh em nhá. Đấy, khuyến cáo đấy, không anh em test xe các kiểu làm sao tôi không chịu trách nhiệm nữa nhá. Không, lúc đấy lại bảo là đấy ông này ông ấy xui test xe thứ, bây giờ test xe này kia các thứ mệt lắm, tôi không chơi. Tôi nói rồi nhá, tôi không khuyến cáo anh em, khuyến khích anh em test xe nhá. Đây là tôi test để quay video thôi. Ai đợi xe nó đi qua cho nó vắng vắng đã. Cũng hơi là căng thẳng đấy, hơi bị căng thẳng đấy. Đây rồi, ok rồi. Ok là nhá. Nào bắt đầu là. Nào. 2 3. Luôn. Anh em thích gì được đấy hiểu không? Đây cho con ô tô đi qua rồi. Quay lại đây test một phát đi nữa này anh em này. Đấy, đường ở bên này có vẻ thoáng hơn rồi, thẳng hơn này. Nào xem nào. Nào, chuẩn bị nhá. Nào. 2 3. Tôi sẽ gắn cam xuống dưới cái chỗ để chân anh em nhá. Ok. Nói chung là hiện tại là tốc độ tối đa nó chỉ được 94,6 thôi. Đấy. Đấy, tình trạng là như thế, tôi vẫn chưa dám mắc ga đâu anh em ạ, sợ lắm. Bây giờ lắp cam xuống dưới cho anh em xem nhá. Ok, tháo này.